Sáng nay ngày 4 tháng 7, hơn 5.000 thí sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh tham gia kỳ thi khảo sát đầu vào của trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa và Trung học cơ sở Trần Quốc Toàn 1 thành phố Thủ Đức. Đây là năm đầu tiên trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toàn 1 tổ chức kỳ thi khảo sát vào lớp 6. Năm nay, trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa có khoảng 4.800 thí sinh đăng ký dự khảo sát vào lớp 6, chỉ tiêu là 525 em, tương đương tỷ lệ 1:9. Còn trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toàn 1 thành phố Thủ Đức có hơn 700 thí sinh đăng ký dự thi, chỉ tiêu là 280 học sinh. Các thí sinh sẽ cùng thực hiện một bài khảo sát trong 90 phút, gồm hai phần là trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm có thời gian làm bài 30 phút với 20 câu tiếng Anh về sự hiểu biết khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thưởng thức đời sống. Phần tự luận, thí sinh làm bài trong thời gian 60 phút, gồm khảo sát năng lực tiếng Anh, nghe hiểu đọc viết, khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, năng lực đọc hiểu và làm văn. Phần này thí sinh làm bài bằng tiếng Việt. Thí sinh Vương Lê Nam, học sinh trường quốc tế Tây Úc, quận 3 cho biết, bản thân em cũng chuẩn bị khá kỹ cho kỳ thi này, Lê Nam chia sẻ. Gia đình không tạo áp lực nhiều, nhưng bản thân muốn thử sức thêm ở môi trường này. Chị Lê Thị Quyên, ngụ quận 8, đưa con đi thi sáng nay cho biết, con chị mong muốn được theo học ở trường Trần Đại Nghĩa. Mặc dù biết sẽ rất áp lực, nhưng thấy con quyết tâm nên chị cũng động viên và tạo điều kiện để con cố gắng hết sức mình. Chị cũng coi kỳ thi là dịp cho con được thử sức, nếu không đậu thì vẫn có thể theo học. Dự kiến điểm thi vào lớp 6 công bố ngày 11 tháng 7.